Tổng chào anh em à, sáng hôm nay mình cũng mới vừa nhận được cái lô chim mà mình nhập từ Malaysia về và chia sẻ với anh em cũng rất là lâu rồi à, gần một năm nay, chắc khoảng cỡ 7-8 tháng gì đó thầy, cỡ đó đó mình mới nhập chim về từ Malaysia về Việt Nam lại. Và hôm nay mình cũng có nhập một số giò cước Malaysia, bởi vì anh em Việt Nam rất là ưa chuộng những cái bộ giò cước do người Malaysia gọi là người ta làm ra. Và mình nhập về thì nó cũng có một số con chim nó chơi rồi, và mình mời anh em theo dõi những chim mà mình nhập về, và mình cũng chia sẻ những chim này mình nhập của ai đấy, và cái chỗ mình nhập giò luôn, và để cho anh em tham khảo, gọi là anh em tham khảo, anh em có thể đặt cái niềm tin vào đó. Đợt này thì mình về 5 con chim, ở đây là 2 con chim trống. Đây. 2 con chim trống thì trong đó có một con đã xích chân rồi, đây là con này, và con này là chưa xích chân, con này là dòng gù chạy đó này. Và một số giò cước Malaysia, đây là giò cước này, còn ở dưới này là chim mái. Lô chim này là mình nhập của hai người khác nhau nha anh em, hai người khác nhau, và mình cũng hai người vận chuyển cho mình luôn. Đây, mình cũng chia sẻ trực tiếp cho anh em, và tất cả các người bán chim cũng như người nhập chim, người vận chuyển về thì đều là ở Facebook hết cho anh em ạ. Và thứ nhất là người này. Người này thì vận chuyển về cho mình hai con chim này, là hai con chim trống. Và tiếp theo á là người này. Là người nhận hàng. Người nhận hàng cho mình và gửi về cho mình là bao gồm giò cước và ba con chim mái. Đấy. Nó vận chuyển, qua cái quá trình vận chuyển thì nó đều chung một cái chuyến xe, một cái chuyến hàng về anh em ạ. Đây là người chạy xe, người trực tiếp chạy xe từ Thái Lan về Việt Nam, và muốn nhập chim từ Malaysia về thì đều phải qua một đường dây, và đều phải gọi là vận chuyển qua Thái Lan, thì từ Thái Lan nó mới có xe về Việt Nam anh em ạ. Chứ còn trực tiếp từ Malaysia không có xe về Việt Nam nha anh em. Và đây là ngày 19 tháng 10 năm 24. Đây, ngày 19 tháng 10 năm 24 thì anh này, người anh em Thái Lan này là người trực tiếp vận chuyển con chim về. Và đây là người lái xe đây anh em. Và hiện tại thì sáng ngày 21 đã có mặt tại Việt Nam. Đấy. Và đây là người nhập giò của mình anh em ạ. Người mà mình mua giò cước, bởi vì người thợ vừa rồi mà mình nhập giò á, thì gọi là người trực tiếp làm giò của bố anh ấy. Người trực tiếp làm đi giò là bố của anh ấy, nhưng mà bây giờ bố của anh ấy bị bệnh và mất rồi. Thì bây giờ mình chuyển qua mình đặt giò của người này. Đây. Bersum bớt đây này. Anh em có thể lên Facebook và anh em bấm thì nó sẽ ra. Đấy. Anh em bấm thì nó sẽ ra cái người này. Đây là bộ giò anh ấy làm đây. Bộ giò của Jebus làm đây. Đấy, và mình nhập về đây anh em. Chứ không phải là mình mua hàng tào lao đâu. Đây là anh em có thể yên tâm. Đây. Mẫu mã của người này làm đây. Đó. Anh em có thể tự tham khảo. Và đây là cái hộp mà anh ấy gửi cho mình luôn này. Không phải hộp này anh ấy gửi cho mình. Đấy. Đây anh em. Anh em có thể tự lên Facebook anh em bấm là nó ra. Và cũng không có để anh em chờ đợi lâu, thì mình nói sơ qua về bộ giò. Bộ giò này là bộ giò 21 chân anh em ạ. Giò 21 chân làm bằng cước rất là mịn nha anh em. Và
những cái chi tiết mà người Malai làm thì nó cũng rất là sắc sảo anh em ạ. Đấy. À, thì như anh em đã sử dụng giò bên mình rồi thì anh em cũng biết rồi. Đấy. Và anh em đặt hàng rất là nhiều nhưng mà thật sự mình cũng không có, mình không có đủ cái số lượng hàng để mình cung cấp cho anh em. Và mình đặt hàng bên Malai nó cũng rất là lâu. Đó, nó rất là lâu mới có chứ nó không phải là đặt cái là nó có liền. Bởi vì những người thợ bên Malai người ta làm giò chuẩn nó rất là ít. Nó cũng giống như người Việt Nam, giò của người Việt Nam làm thì cũng có một số người giò làm chơi rất là tốt, rất là ngâu, nhưng mà có một số người chơi giò chơi nó cũng không có ngâu mấy. Đấy. Và con chim trống đầu tiên nó đã chơi rồi này. Nó thấy mấy chim mái này nó chơi nè. Và cũng không để anh em chờ đợi lâu thì mình cũng có chuẩn bị một con chim, mình chuẩn bị một con chim này để thử. Đấy. Mình kê vào để mình thử xem hai con chim này con nào nó chơi. Đấy. Để mình quay video cho anh em xem luôn. Và mình cũng ngồi lui lui xa ra một tí để cho nó tự nhiên và mà nó gù nó đấu. Khả năng là hai con này nó đều chơi luôn nha này. Bởi vì con kia mình thấy nó, cái con này này biểu hiện, cái con gù chạy này cái biểu hiện của nó cũng rất là tốt. Nó không có biểu hiện sợ. Và cũng không ngoài dự đoán thì hiện chim nó đã chơi rồi này. Và cũng quay nói với này là cái người mà mình nhập ba con chim mái kia là người mình mua giò và mình nhập ba con chim mái. Còn hai con chim trống này, hai con chim trống này là mình nhập của người này. À, mưa nắng thất thường nó cũng hay sổ mũi này. Đây, đây là người mình nhập hai chim trống này nha này. Đó, con gù chạy nó cũng đã chơi rồi. Con gù chạy này nó rất là dài đầu nha này, nó rất là dài đầu. Và chim bên mình thì anh em cứ quan điểm là bên mình nhập như thế nào và mình nhập của ai mình có thể chia sẻ cho anh em. Mình sẵn sàng chỉ cho anh em những cái chỗ mình nhập. Và kể cả giò vậy, nếu như mà anh em thích tự nhập về anh em chơi, anh em không qua trung gian thì anh em cũng có thể tự nhập, không cần qua tay mình. Đấy, không cần mình nhập. Nếu như mà anh em gọi là mua ở mình thì mình nhập về cho anh em. Còn nếu như mà anh em muốn yên tâm hơn thì anh em có thể tự nhập. Con chim kia nó mới đầu nó chơi nhưng mà đưa vào đây thì có vẻ là nó cũng hơi rụt rè. Con chim này nó rất là hung anh em. Chim này này. Thấy đưa vào gù sát sát với con chim này của mình mà nó cũng có biểu hiện là nó đòi đá. Chim này nó hơi nhỏ con tí nhưng mà nó rất dài đầu. Và bộ cơm nó rất là đẹp ở đây. Cơm nó cơm tắm. Nhập bên mình thì anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại mình để ở góc màn hình. Đấy. Và hai con chim này thì nó cũng đã chơi rồi. Đó, anh em có thể thấy nó chơi trong cái lồng mình gửi về luôn. Thì theo mình đánh giá thì tố chất nó rất là tốt anh em. Tố chất nó rất là tốt. Đấy. Con chim này rất là
thường là hung ở đây, chim này. Và nói chung là tình hình nó cũng rất là mưa gió nên là chim nó cũng, mình nghĩ về đây nó cũng không có căng mấy. Nó mưa từ tối qua đến giờ này, giờ nó vẫn còn mưa bay bay nè. Ở đây mình có thể thấy mưa nó nhỏ xuống đó. Và ba con chim mái, đợt này mình về ba con chim mái nó rất là to con và cũng không để anh em chờ đợi lâu thì mình cũng bắt ra luôn. Mình bắt thực tế những chim ra để cho anh em có thể xem tướng tá ngoại hình. Đây, bây giờ mình bắt mấy con trống trước đi. Và mình vừa quay một tay mình vừa bắt nên là nó cũng rất là, nói chung nó cũng không có video, anh em cũng chịu khó xem cho nó chắc chắn là video nó sẽ không đẹp rồi. Đấy. Nhưng mà quan trọng thì chim cò thôi anh em. Bởi vì cũng rất là lâu rồi mình mới nhập chim về. Anh em biết sao không? Bởi vì những năm mà 22 á, những năm 22 và đầu năm 23 thì tình trạng mà anh em Việt Nam mình nhập chim từ Malaysia về chơi rất là nhiều. Nên là thành ra con chim đó, con chim nhập nó nhập quá nhiều thì thành ra cái chất lượng con chim, thành ra những cái con chim hay á, gọi là những chim hay, những chim tốt á, thì anh em nhập hết rồi. Và người Malaysia á thì người ta dần dần người ta bán cho mình những con chim nó tầm bậy, những chim nó chơi nó không có đạt như cái mong muốn. Và nếu như mà anh em xem thì anh em cũng biết rồi, gần cả năm nay thì mình cũng không nhập chim nữa đó, mình không nhập chim từ Malaysia nữa. Bởi vì nhập về nó chơi không được thì mình nhập nó rất là tốn tiền mà nó không được gì hết đó, chứ không phải là vì cái gì hết, đúng không? Anh em có thể gọi là anh em có thể chiêm nghiệm rất là nhiều người nhập về. Và bây giờ cái dòng online mà ở Việt Nam mà chơi chuẩn nó rất là ít đó. Bây giờ chim tào lao nó rất là nhiều đó. Và con này anh em có thể thấy nè, con này cường tắm luôn nè, rất là đẹp, chân tím đó. Con này chưa xích chân, con này mặc dù chưa xích chân nhưng mà giá tiền nó cao hơn chim này anh em ạ. Giá tiền nó cao hơn chim này nha anh em, bởi vì nó là dòng cuồng chạy và mình cũng bỏ vào cái lồng này đi đó. Anh em có thể thấy con chim nó rất là dài đầu mà. Và tiếp theo thì mình cũng bắt luôn con chim trống này. Con chim trống này đã xích chân rồi này, hồi nãy nó cũng ở trong lồng nó cũng chơi luôn rồi đó. Cái lưới này nó báu đau quá nè. Đây, anh em thấy khổ không? Một tay quay là một tay phải bắt chim rồi cái chân phải giữ cái lồng lại chứ không bắt được. Rồi. Rồi, đây là một con chim trống. Chim trống này rất là to con anh em. À, con này to con. Con này bắt ra nó vẫy vùng lông, quay lông đồ nó tà la rồi này, sợ luôn rồi này, sợ nó ụt luôn rồi. Nhưng mà tướng tá nó rất là ok, rất là bự con, đầu nó bự chát luôn này. Ở đây tiếp theo là mình chuyển qua mình bắt con chim mái. Đây, bắt con chim mái. Và nó là nó bỏ con này nó rút lại, bây giờ mình phải cắt. Chứ còn bây giờ một tay thì mình bắt nó rất là nguy hiểm, một tay bắt, một tay cầm điện thoại mà ở trong cái này nó không có cửa, nó rất là nguy hiểm anh em. Nên là mình cắt luôn cái này đi, hy sinh, hy sinh cái này cho nó an toàn chim.
100% nữa. Trong ba con máy này thì mình có nhập một máy bay gù về nè. Cặp bay gù của mình vừa rồi con trống, con chim trống bay gù nó muốn đổ vợ, nó đá chết con máy nè, đá chết con máy rồi. Bây giờ mình phải nhập con máy khác về để ghép lại với lại con trống đó. Đây, đây con máy đầu tiên mình bắt ra này, cầm nó rất là chắc tay và bự câu. Đó. Rồi quay cho anh em thấy này, máy bự công lắm này, rất là to công. Đó. Và tiếp theo mình sẽ bắt tiếp, đây là một máy thúc gù, máy thúc gù. Đây cũng là một con máy thúc gù, bởi vì khi mà mình nhập thì người ta đánh dấu cho mình máy. Con máy bay gù là con máy có một cọng da rút màu vàng và màu đỏ hay sao. Đây, con máy này nó cũng rất là to công anh em. Đó. Rất là to công và dài đầu. Đó, con này mang da rút màu xanh này. Con này là không có dây. Và những con máy này là mình nói người Malay, mình nói người Malay chọn những máy tốt, những máy bự công cho mình không á này, nên là anh em không phải lo về chất lượng đâu. Đó, đây là máy bay gù này, về sợi dây rút màu xanh, một sợi dây rút màu đỏ và một sợi dây rút màu vàng. Con này thì nó cũng tương đối nhỏ công ha, nó vừa vừa thôi chứ nó không có to. So với hai con máy này thì nó rất là nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà con này cũng tầm trung đây này, chứ cũng không nhỏ lắm đâu. Đây là con máy bay gù, máy này là con máy cuối cùng mình bắt ra, và mình con này thì mình cũng không có bán nữa này, mình ghép đẻ. Đấy, mình ghép đẻ với con trống bay gù của mình. Vì con máy bay gù kia nó chết rồi, con trống nó đá chết rồi. Đấy. Và cũng sơ bộ chừng này mình nhập về năm chim này, mình quay và mình quay video cho anh em xem. Anh em thích con chim nào, hoặc là anh em thích những cái bộ giò cước bên mình, thì anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại, hoặc là anh em nhắn tin qua Zalo, mình sẽ hỗ trợ cho anh em và mình sẽ gửi cho anh em. Đấy, bộ giò người Malay làm nó rất là sắc sảo anh em ạ. Và chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau.